Rồi, hello cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị, quý khách hàng gần xa đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình á. Thì hôm nay thì mình cũng tiếp tục làm xong khoảng hơn 10 cái chiến dịch nha anh em. Thì cái này thì mình trả đơn cho anh em hôm nay ha, thì anh em đặt hôm qua. Thì hôm nay mình làm xong thì mình tiếp tục gói gửi cho anh em ha. Anh em nào có đặt hàng thì thông cảm đại nhân hàng giùm mình ha. Rồi, thì hôm nay thì đa số là dòng dòng máy xe nhiều anh em, chỉ có 4 cái chiến dịch máy nhỏ thôi, còn nhiêu là còn lại 7 cái chiến dịch lớn là máy xe hết nha anh em. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu cho anh em xem cái mẫu 11cc nha anh em. Thì mẫu này thì mình làm thông dụng cho anh em đi làm ăn, đi làm cá hoặc là đi chơi, hoặc là đi đi chợ đi búa đồ anh em. Thì cái này thì từ 13 HP đến 20 HP nha anh em. Đó. Cốt thẳng trực tiếp. Thì mẫu này mình bán cho anh em rất nhiều à. Thì hôm nay thì trên cái video này thì nó có được có một nha anh em. Đây, cái mẫu này cũng vậy luôn anh em, cũng từ máy 13 tới 20 máy có làm ha. Còn nếu anh em đi máy không làm thì anh em đi được cỡ máy 10, máy 9. Máy làm thì em đi lấy tua anh em thì chiến dịch nó nhỏ. Này thì đa số anh em đi vỏ 5m1 nhiều nha. 5m1, 5m4. Đa số là 5m1 nhiều nha anh em. Của hũ vui hoặc là của hũ tính á. Còn mấy tỉnh khác thì anh em xài Phát Đạt hoặc Thành Tăng. Rất là nhiều anh em, rất nhiều chạy vỏ. Cái này thì dành cho máy xe ha anh em. 3T63, 3T66, Kuta64, Kuta67, sát nhỏ 3 máy. Rồi, kế tiếp là cái mẫu máy 6 nhông, 6 rưỡi nhông, 7 75 nhông, 13 nhông sên, 19 30. Anh em đều xài được. Cái này thì anh em đi sâu đi xịt hoặc là anh em đi lục bình cỏ gác thì rất là hay ha. Anh em đi trên ruộng, trên đồng, trên dùng gom cỏ rất là hay nha anh em. Hàng bên mình thì bao cho anh em xài ha, còn trường hợp lỗi hàng thì mình bao đổi cho anh em mẫu khác. Rồi kế tiếp là cái chân vịt máy 4 anh em, lồng 78. 384 này, ba cánh xéo nha anh em. Rất là dày dặn cứng cáp cho anh em xài Cái này thì con 22 nha anh em. Rồi kế tiếp cũng là lỗ con 22 luôn. Lỗ con 22 cái này thì ba cánh cano ha. Thì dành cho 4T86, 4T88. 493 đặt máy âm. Còn cái này thì con 30 lận anh em. Cái này thì Isuzu 98 hoặc là từ một tắc 02 đến tắc 05 nha anh em. Này thì mình làm cho anh em hai cái ha. Bên đây cũng vậy luôn em. Đó. Từ 98 tới tắc lẻ 2, tắc lẻ 5, tắc lẻ 4. Còn cái này thì 4 máy lồng 93 anh em, hoặc 88 chục bô. Hai cánh. Con 25. Còn cái này thì gân 20 nha anh em. Gân 20. Cái này thì dành cho máy 4 lồng 4 Kuta 78 có chục bô nha anh em, hoặc 82 có chục bô, ba máy. Còn cái này thì dành cho 3T82 nha anh em. 82 hoặc là Kuta 472, 475. Cái này thì cũng là con 22 luôn anh em.
Dung thì hôm nay mình trả đơn cho anh em ha, thì cũng được hơn 10 khách giao dịch nha anh em, thì mình cũng quay anh em quay lên cho anh em xem ha. Anh em quý khách hàng gần xa có xem hoặc là anh em ưng ý mẫu nào thì cứ gọi điện về số điện thoại của mình là 0919 686 061 là gặp mình là Nguyễn Toàn nha anh em. Tên Nguyễn Toàn là ở địa chỉ là Đầm Dơi thị trấn Đầm Dơi, là cuối khóm 5, cuối khóm 5 thị trấn Đầm Dơi, Cà Mau. Là mình nói rõ số điện thoại với tên với địa chỉ thì anh em mua hàng thì anh em sẽ không có bị nhầm lẫn anh em. Dù cũng hiện tại thị trường giờ cũng có nhiều kênh anh em bán á, nên là mình nói cái địa chỉ với cái tên mình á, số điện thoại chính xác để cho anh em dễ nhận biết. Anh em thích đồ của ai thì anh em đặt ngay người đó thì nó sẽ dễ. Rồi thì video mình ở đây kết thúc, xin kết thúc nha anh em. Chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những clip tiếp theo của kênh mình ha.